chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với livestream theo chân mẹ bầu đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Ngày hôm nay đồng hành cùng chúng ta là mẹ Trần Giang Băng Trang và chị Trang sẽ sinh theo hình thức đẻ mổ. Hãy cùng theo chân mẹ trong ca vượt cạn tại phòng sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI nhé. Vâng, hiện tại bác sĩ đang tiến hành sát khuẩn để bắt đầu quá trình gây tê tủy sống cho mẹ rồi đấy ạ. Và như quý vị đã thấy thì tất cả các thao tác gây tê tủy sống đang được bác sĩ của chúng tôi thực hiện rất nhanh chóng và chính xác ạ. Vâng, mẹ Trang hôm nay có lẽ do sinh mổ lần đầu nên là khá lo lắng. Tuy nhiên thì chị đang được bác sĩ động viên trong suốt quá trình gây tê tủy sống cũng như chuẩn bị cho việc mổ lấy thai ạ. Và các mẹ đừng quên follow, thả tim cũng như là dành những lời chúc may mắn cho chị Trang để ca mổ thuận lợi, mẹ tròn con vuông nhé. Đặc biệt trong livestream ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ về một vấn đề được rất nhiều mẹ quan tâm, chính là nếu trẻ sơ sinh sinh ra không khóc thì cần xử lý như thế nào. Phụ trách chính trong ca mổ đẻ ngày hôm nay là bác sĩ Phan Đình Sáu, bác sĩ Sáu của chúng ta với kinh nghiệm gần 30 năm công tác tại khoa sản của các bệnh viện lớn. Bác sĩ là người có chuyên môn giỏi, kỹ thuật khéo léo trong việc mổ đẻ, đỡ đẻ, mổ phụ khoa. Chính vì vậy mà mẹ Trang ơi, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm và đợi đón em bé nhé. Quay lại với mẹ bầu của chúng ta thì các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho ca mổ lấy thai của chị Trang được hoàn tất rồi ạ. Và bác sĩ đang tiến hành sát khuẩn vùng bụng cũng như là kiểm tra lại dụng cụ mổ một lần nữa để đảm bảo là ca mổ được thuận lợi nhất. Và như quý vị có thể thấy là quy trình đẻ mổ được ekip bác sĩ của Thu Cúc TCI thực hiện vô cùng đầy đủ và bài bản. Mẹ sẽ được theo dõi bởi máy monitor trong suốt quá trình phẫu thuật để đảm bảo an toàn. Vâng, và theo quan sát của tôi thì hiện tại bác Sáu và ekip đã bắt đầu tiến hành mổ đẻ cho chị Trang rồi ạ. Và thông thường thì một ca mổ đẻ tại bệnh viện sẽ diễn ra nhanh chóng để đảm bảo là mẹ và bé không gặp các vấn đề nguy hiểm trong và sau sinh như bé bị ngạt với mẹ đã chuyển dạ phải chuyển mổ cấp cứu, mẹ bị mất nhiều máu hay là nhiễm trùng sau sinh. Và chính vì vậy thì mẹ Trang có thể yên tâm là với sự lành nghề của đội ngũ y bác sĩ Thu Cúc TCI thì em bé sẽ được chào đời một cách bình an ạ. Vâng, và tôi đã thấy em bé của chúng ta chào đời rồi ạ. Như quý vị có thể nhận ra là em bé của chúng ta gặp tình trạng rau quấn cổ một vòng và bác sĩ đang nhanh chóng gỡ rau ra khỏi cổ cũng như là lau người cho bé để đảm bảo an toàn. Và tôi đã nghe thấy tiếng khóc của em bé rồi đấy ạ. Vâng, quả thật là may mắn em bé của chúng ta đã ra đời một cách bình an. Và mẹ Trang thì đang được bác sĩ thông báo rằng là em bé đã ra đời khỏe mạnh. Chắc chắn là lúc này mẹ em rất là vui, rất hạnh phúc và có thể thở phào nhẹ nhõm rồi ạ. Em bé của chúng ta đang được bác sĩ Nhi kiểm tra sức khỏe tổng quát để kịp thời phát hiện những bất thường nếu có. Và như quý vị có thể thấy là tuy chào đời trong tình trạng rau quấn cổ, nhưng mà sau khi được sơ cứu, bé đang có những phản xạ rất tốt như là đảo mắt nhìn xung quanh, cử động tay chân linh hoạt. Và ngay sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì các cô điều dưỡng sẽ lau xung quanh người, mặc bỉm, đội mũ, cuốn khăn giúp ổn định thân nhiệt và đưa bé đi cân đo. Em bé sau khi được điều dưỡng vệ sinh và kiểm tra sức khỏe ổn định sẽ được đưa tới để gặp mẹ Trang. Và chắc hẳn là có rất nhiều mẹ đang rất là tò mò xem em bé của chúng ta ngày hôm nay nặng bao nhiêu ký đúng không ạ? Dạ vâng, em bé của chúng ta nặng 2,9kg tính cả khăn quấn đấy ạ. Và em bé thì có cân nặng tiêu chuẩn, khỏe mạnh và có phản xạ rất tốt, trộm vía quá phải không ạ? Vâng, em bé đã được đưa vào để thực hiện áp da mẹ rồi đây. Trong thời gian chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của hai mẹ con chị Trang thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về chuyên đề đã nói ở đầu livestream. Nếu trẻ sơ sinh sinh ra không khóc thì cần xử lý như thế nào? Nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ không khóc khi chào đời là vì đường thở của trẻ bị tắc nghẽn do chất nhầy, nước ối, máu hoặc là bé bị rau quấn cổ như trường hợp em bé của chị Trang. Và khi gặp những trường hợp như trẻ không khóc hoặc là khóc yếu ớt sau khi ra đời, thông thường thì bác sĩ sẽ thực hiện một số động tác vỗ hoặc là dùng tay xoa bóp lòng bàn chân, chà sát lưng để trẻ bật khóc. Vâng, dành cho các mẹ đang quan tâm thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI của chúng tôi có dịch vụ thai sản trọn gói cho các sản phụ ngay từ khi bắt đầu mang thai từ những tháng đầu tiên cho đến khi sinh với đầy đủ các lần khám thai,
siêu âm 5D, 2D định kỳ cùng các xét nghiệm thường quy giúp phát triển dị tật thai nhi hay là tình trạng rau quấn cổ, từ đó thì đưa ra giải pháp theo dõi và xử lý kịp thời. Ngoài ra thì sản phụ sẽ được tư vấn và kiểm tra sức khỏe dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn, giúp các bà mẹ có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe trong thai kỳ, cũng như là giảm thiểu những biến chứng ảnh hưởng tới mẹ và con. Các mẹ quan tâm hãy để lại bình luận bên dưới để được giải đáp và tư vấn nhanh nhất nhé! Khi bé đang áp da với mẹ thì sẽ được các cô điều dưỡng chuẩn bị vòng định danh, và sau khi kiểm tra thông tin cho bé và mẹ trên vòng định danh thì y tá sẽ tiến hành đeo vòng định danh cho mẹ và bé. Bé khi được đeo vòng định danh sẽ được cô điều dưỡng chuẩn bị cho gặp gia đình. Như các mẹ có thể thấy thì bé được chăm sóc vô cùng cẩn thận, thao tác rất nhẹ nhàng. Bé được thay quần áo, đeo bao tay, bao chân và được bọc thêm khăn quấn mới để giúp bé ổn định nhiệt độ cũng như là giữ ấm tốt hơn. Vâng, em bé của chúng ta hôm nay trộm vía thực sự rất đáng yêu đúng không quý vị? Bé có đôi mắt rất lanh lợi cùng với rất nhiều những cử chỉ vô cùng đáng yêu ạ. Cùng chúng tôi ngắm nhìn em bé một lần nữa cũng như là gửi thêm thật nhiều lời chúc tốt đẹp đến mẹ Trang. Và hôm nay thì mẹ đã rất dũng cảm rồi ạ. Mẹ cũng yên tâm rằng những hình ảnh đáng yêu này của bé sẽ được Thu Cúc TCI ghi lại để giúp mẹ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của bé yêu đấy ạ. Vâng, con chào tạm biệt mẹ Trang để ra gặp bố đây ạ. Em bé của chúng ta đã được bố đón tay và bố đang nở một nụ cười rất tươi, thể hiện rất rõ sự yêu thương và hạnh phúc trong từng cử chỉ. Vừa bé bé thì bố vừa được nghe cô điều dưỡng tư vấn về một số điều cần chú ý khi chăm sóc mẹ và bé đấy ạ. Các mẹ đang theo dõi livestream hãy comment và thả tim để cùng Thu Cúc TCI chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này, cũng như là gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bé yêu ngày hôm nay và bố mẹ của em bé nhé. Các quý vị khán giả thân mến, vậy là hành trình vượt cạn của sản phụ Trần Giang Băng Trang đã khép lại. Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình chị Trang đã tin tưởng và lựa chọn Thu Cúc TCI đồng hành trên chặng đường đón bé của mình. Và xin chúc mừng gia đình đã thành công đón thêm một thành viên mới. Xin cảm ơn các quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt livestream ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo của bệnh viện.